Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình tối nay thứ hai ngày mùng 6 tháng 3 năm 2023, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau. Kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Sơn La đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Sơn La tổng kết công tác khi đua khen thưởng năm 2022 Các đảng ủy tổ chức sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 3 năm 2023 Bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết Sáng nay, ngày 6 tháng 3, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Công an Nhân dân học tập thực hiện 6 điều bác hồ dạy 75 năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng công an nhân dân 11 tháng 3 năm 1948, 11 tháng 3 năm 2023 và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, lãnh đạo một số địa phương. Nhìn lại chặng đường 75 năm qua, lực lượng công an nhân dân cơ bản đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, giá trị và tổ chức học tập, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy. Qua đó đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, thể hiện được phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân. Lực lượng công an nhân dân không quản ngại khó khăn gian khổ, lập nên nhiều chiến công hiển hách khẳng định được vị thế vai trò là đồng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước. Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho lực lượng xây dựng lực lượng công an nhân dân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng công an nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích chiến công của lực lượng công an nhân dân trong suốt 75 năm học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Chúc mừng các thế hệ cán bộ chiến sĩ làm công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và 75 gương điển hình tiên tiến trong việc học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Tổng Bí thư chỉ rõ, lực lượng công an nhân dân cần chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt 3 vấn đề cốt yếu, đó là học tập, quyết tâm thực hiện, làm theo và gương mẫu đi đầu. Sáng nay Ngày 6 tháng 3, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 02, nghị quyết số 03 ngày 21 tháng 1 năm hành 22 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, kết luận số 436 ngày 28 tháng 1 năm hành 22 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lò Minh Hùng, phó bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm còn có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ngành và các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy. Hội nghị đã công bố trao quyết định chỉ định ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa 15 nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Đàm Thanh Tùng, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đắc Lực, bí thư huyện ủy Thuận Châu, Thực hiện nghị quyết số 02 ngày 21 tháng 1 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ xã phường thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Ban chỉ đạo 32 tỉnh ủy đã tham mưu với Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện, thường xuyên thực hiện chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy về công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện. Kết quả đến hết năm 2022 đã thực hiện bí thư không là người địa phương đạt 56,86%. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã không là người địa phương đạt 30,39%. Cán bộ công chức cấp xã đạt chuẩn là 98,47%. Trong 2 năm đã kết nạp được 5.158 đảng viên, vượt 873 đảng viên so với kế hoạch. Đối với nghị quyết số 03 về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, đến nay công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến rõ nét. Năm hành 21, tỉnh Sơn La xếp thứ 15 trên 63 tỉnh thành phố, tăng 5 bậc so với năm hành 20. Chỉ số SIPAS đứng thứ 6 trên 63 tỉnh thành phố, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI đứng thứ 46 trên 63 tỉnh thành phố, tăng 6 bậc so với năm hành 20, xếp vào nhóm trung bình của cả nước. Thực hiện kết luận số 436 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, các huyện ủy, thành ủy Đảng ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc quán triệt, thực hiện chủ trương của Đảng về đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, tiếp tục đổi mới các khâu trong công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch và lựa chọn nhân sự cấp ủy gắn với quy hoạch cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp phó của người đứng đầu; tiếp tục tăng cường với công tác bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ đảng viên, đặc biệt là bí thư chi bộ, trưởng bản, rồi trưởng ban công tác mặt trận và chúng ta tiếp tục thực hiện tốt cái chủ trương bí thư tri bộ đồng thời là trưởng bản tiểu khu tổ trưởng tổ dân phố tập trung tốt cho cái công tác phát triển đảng viên nhất là tại những cái địa bàn khó khăn những lợi ích đảng viên đồng chí bí thư tỉnh ủy cũng đề nghị tập trung triển khai các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện có chất lượng hiệu quả chương trình chuyển đổi số của tỉnh chiến lược phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chiến lược phát triển kinh tế số và xã hội số, tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận số 436 và kế hoạch số 92 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan đơn vị địa phương gắn với bảo đảm về bảo mật, an toàn, an ninh thông tin. Chiều nay Ngày 6 tháng 3, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố. Năm 2022, công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh có bước chuyển biến cả về nội dung, hình thức đi vào chiều sâu, thực chất và đạt nhiều kết quả tích cực. Các phong trào thi đua được tổ chức ngày càng thiết thực, có tiêu chí và nội dung cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Nổi bật là các phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới, doanh nghiệp Sơn La hội nhập và phát triển, chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, dân vận khéo, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Qua các phong trào đã tạo khí thế thi đua sôi nổi là động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Năm 2022, thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.628 tỷ đồng, vượt 20% dự toán trung ương giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 48,96 triệu đồng một người một năm, vượt 1,96 triệu đồng so với kế hoạch. Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt 174,8 triệu đô la Mỹ, tăng 0,46% so với kế hoạch. Tỷ lệ nghèo giảm còn 17,83%, có 3 huyện được công nhận thoát nghèo, 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh xếp thứ 15 trên 63 tỉnh thành phố, tăng 5 bậc so với năm 2020. Chỉ số CPAT đứng thứ 6 trên 63 tỉnh thành phố và thứ nhất trên 14 tỉnh Trung Du, miền núi phía Bắc. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định kịp thời, đã quan tâm hơn trong việc khen thưởng cho tập thể nhỏ người trực tiếp lao động sản xuất, công tác và những trường hợp lập được thành tích tiêu biểu xuất sắc đột xuất. Tại hội nghị, đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm hành hai với chủ đề đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đồng thời đề nghị các cấp các ngành địa phương, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, đổi mới mạnh mẽ tư duy hành động, nâng cao nhận thức ý thức về thực hành tiết kiệm chống lãng phí huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế, xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội. Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ số, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, huy động nguồn lực xã hội để xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, chất lượng, hiệu quả, tập trung hoàn thành sớm, chất lượng cao các công trình dự án trọng điểm quan trọng của tỉnh. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chuyển trao huân chương lao động hạng 3 cho một cá nhân chuyển trao cờ thi đua của chính phủ cho 5 tập thể, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể 7 cá nhân, danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc cho một cá nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua cho 7 tập thể, công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 26 cá nhân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Sáng nay, Ngày 6 tháng 3, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác 1956 của tỉnh, đã chủ trì hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ giữa Tổ công tác 1956 với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Công ty Con, Công ty Liên kết, Công ty Thành viên. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, lãnh đạo Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Mộc Châu đã báo cáo tình hình triển khai 4 dự án của công ty Vinamilk, Vinati trên địa bàn huyện, Đối với dự án thiên đường sữa Mộc Châu, qua giả soát, khu vực triển khai dự án có 81 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 44 hộ có chuồng trại chăn nuôi, diện tích cần thu hồi khoảng 170 hecta. Đại diện công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu đã báo cáo tiến độ triển khai lộ trình thực hiện 3 dự án đầu tư của Vinamilk Mộc Châu Milk trên địa bàn huyện Mộc Châu, gồm mở rộng quy mô trung tâm giống bò sữa Mộc Châu, trang trại sinh thái bò sữa công nghệ cao, nhà máy sữa Mộc Châu trong đó dự án trang trại sinh thái bò sữa công nghệ cao Thiên đường sữa có tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng đã hoàn thành các thủ tục pháp lý cơ bản, phê duyệt quy hoạch 1 trên 500, đánh giá tác động môi trường. Dự án nhà máy sữa Mộc Châu chuyên sản xuất sữa nước, sữa chua, nước trái cây với công suất khoảng 1.000 tấn mỗi ngày với tổng mức đầu tư hai giai đoạn gần 2.000 tỷ đồng. Dự kiến trong quý 2 năm nay sẽ hoàn thiện phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết 1 trên 500. Đại diện các công ty đã đề xuất kiến nghị tổ công tác 1956 hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục để được sử dụng các phần đất thuộc nhà nước quản lý nằm trong danh giới dự án thông qua đấu giá hoặc giao đất theo kế hoạch sử dụng đất, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc giải phóng mặt bằng phần đất các hộ dân sử dụng nằm trong danh giới quy hoạch của dự án. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị công ty Vinamilk, Vinati phối hợp chặt chẽ với tổ công tác 1956 để giải quyết các vướng mắc khó khăn, khẩn trương hoàn thiện các quy hoạch chi tiết để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của các dự án, ra soát các thủ tục đầu tư để điều chỉnh đảm bảo phù hợp với quy định, tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thi công các hạng mục đã đủ điều kiện, triển khai thí điểm mô hình nuôi bò thịt. Các sở ngành và huyện Mộc Châu hỗ trợ hướng dẫn công ty về các thủ tục, nhất là các thủ tục về đất đai, giám sát tiến độ thực hiện các hạng mục, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án. Sáng nay, Ngày 6 tháng 3, đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã khai giảng lớp bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư tri bộ và cấp ủy viên các tri bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở năm hành 23. Tham dự có 64 học viên đến từ 14 tri đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng ủy khối. Trong thời gian tập huấn, bồi dưỡng các học viên sẽ được nghiên cứu truyền đạt 6 chuyên đề gồm tổ chức cơ sở đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở đảng công tác tư tưởng, tổ chức dân vận và kiểm tra giám sát của tổ chức cơ sở đảng, nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên ở cơ sở. Thông qua lớp tập huấn giúp các đồng chí bí thư chi bộ và cấp ủy viên các chi bộ cập nhật thêm thông tin mới về các quy định thi hành điều lệ đảng, các nội dung kiến thức cơ bản có tính hệ thống về chức trách nhiệm vụ của cấp ủy cơ sở, về kỹ năng nghiệp vụ công tác đảng có đó nắm được chức năng nhiệm vụ, phương pháp thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy cơ sở để vận dụng thực tiễn công tác đảng ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng ở cơ sở. Sáng nay, ngày 6 tháng 3, Thành ủy Sơn La đã tổ chức chào cờ sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 3 năm 2023. Lễ chào cờ được tổ chức trong không khí nghiêm túc, trang trọng tại buổi sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 3. Với chủ đề hướng về kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 năm 1910, mùng 8 tháng 3 năm 2023, các đại biểu đã được nghe câu chuyện về hình ảnh người mẹ từ làng Sen, bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ bài học đầu tiên trong đời mà bác Hồ đã được lớn lên từ những lời du, từ vành nôi của mẹ. Đó là bài học về đạo đức, ý chí, quyết tâm trả thù cho nước, cho dân. Bên cạnh đó là trong những năm tháng thủa thiếu thời, hình ảnh bà hoàng thị loan tần tảo bên khung cửi và quang gánh gánh con cùng chồng là ông nguyễn sinh sắc trên chặng đường gian nan từ quê nam đàn nghệ an đến kinh thành huế đã có sức ảnh hưởng to lớn có sức giáo dục và tạo nên nhân cách đạo đức của vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước ta sau này là chủ tịch hồ chí minh Thông qua buổi sinh hoạt chính trị với câu chuyện giản dị về thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ của cán bộ đảng viên để từ đó tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sáng cùng ngày, Đảng ủy trường Chính trị tỉnh cũng đã tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần. Tại buổi sinh hoạt, toàn thể đảng viên, viên chức và học viên các lớp đang theo học tập trung tại trường Chính trị tỉnh đã thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca và sinh hoạt chính trị dưới cờ. Lãnh đạo nhà trường đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3. Cán bộ, đảng viên, viên chức và học viên cũng đã được nghe những câu chuyện về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ góp phần cập nhật thông tin kịp thời về tình hình nhiệm vụ cho cán bộ đảng viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của nhà trường thực hiện tốt quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Những thông tin đáng chú ý khác có trong phần tiếp theo của chương trình. Nông dân Sơn La chú trọng xây dựng vùng nông nghiệp công nghệ cao. Yên Châu quan tâm triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, với sự năng động tích cực học hỏi kinh nghiệm từ thực tế, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, những năm qua, các mô hình trồng cây ăn quả, trồng rau an toàn theo hướng hữu cơ việc gáp trên địa bàn tỉnh đã được hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh ứng dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả, nâng cao thu nhập cho nông dân. Từ chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc của tỉnh, gia đình ông Hoàng Văn Chất, bản Củ 2, xã Trình Ban, huyện Mai Sơn đã chuyển đổi một phần diện tích đất trồng cà phê sang trồng cây ăn quả có múi Đến nay gia đình ông đã phát triển được 4 hectare các loại cây có múi, đồng thời duy trì 2 hectare cà phê trồng sen. Hàng năm gia đình ông cung cấp ra thị trường hàng chục tấn quả có múi, doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Điều ấn tượng ở nông dân này là việc ứng dụng, chuyển đổi công nghệ số vào phát triển nông nghiệp. Như tôi với cả bà con, các cháu, thứ đây là cũng áp dụng được. Họ kỹ thuật được qua cái hệ thống là truyền thông, thứ đó qua mạng. Thì mình học hỏi qua mạng, gõ hù hồ ra là nó ra kỹ thuật chăm sóc cây cam này, kỹ thuật lấy hoa như thế nào, tưới tắm như thế nào, phân bón như thế nào để là đáp ứng cái nhu cầu của thị trường, làm ra cái sản phẩm nó an toàn, đẹp, mà sạch, ngon. Xác định khoa học và công nghệ chính là chìa khóa trong việc nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế cho người nông dân hội nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tăng cường tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức cho nông dân về vai trò của việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đồng thời triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và kỹ thuật mới vào sản xuất thông qua việc xây dựng nhiều mô hình nông nghiệp, chăn nuôi thủy sản. Nhờ đó, đa số nông dân đã mạnh dạn đầu tư vật tư, mua sắm máy móc, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ mới vào sản xuất mang lại hiệu quả cao. Ở trong nhiều năm qua thì các cấp hội trong hệ thống của hội nông dân huyện thì đã tổ chức tuyên truyền cái nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là cái hệ thống nhà màn và hệ thống tưới tự động trên địa bàn huyện. Thì với cái kết quả là trong năm qua thì tính đến hiện nay thì trên địa bàn toàn huyện thì có khoảng 300 ha về cái sử dụng cái công nghệ cao này. Phát huy thế mạnh về đất đai, khí hậu, lao động và chính sách hỗ trợ khuyến khích sản xuất nông nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ cao, tỉnh Sơn La đã thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân đầu tư ứng dụng công nghệ vào trồng trọt, chăn nuôi, lai tạo các giống mới cho năng suất chất lượng sản phẩm có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tập trung đầu tư nguồn nhân lực có trình độ, hoàn thành các dự án khu ứng dụng công nghệ đảm bảo cơ sở hạ tầng nghiên cứu và nhân lực để triển khai các dự án đề tài nghiên cứu đào tạo hội viên nông dân làm chủ các công nghệ tiên tiến khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động phổ biến chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất giống cây trồng vật nuôi thủy sản với mục tiêu và giải pháp đồng bộ các sản phẩm nông nghiệp của hội viên nông dân tiếp tục phát triển mạnh theo hướng hiện đại bền vững góp phần đưa sơn la trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng tây bắc nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường tiêu dùng những năm gần đây nhiều nhà vườn hợp tác xã trồng cây quả trên địa bàn huyện Phú Yên đã ứng dụng công nghệ cao áp dụng phương pháp canh tác theo hướng hữu cơ vào sản xuất nâng cao giá trị năng suất chất lượng của sản phẩm huyện Phú Yên đã tập trung triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ khuyến khích người dân chuyển đổi diện tích canh tác cây ngắn ngày kém hiệu quả sang phát triển các loại cây quả đặc sản giá trị kinh tế cao đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của sản xuất hữu cơ ứng dụng công nghệ cao có chính sách hỗ trợ kêu gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất hữu cơ. Hiện nay, trên địa bàn huyện Phú Yên có 2.500 hecta cây quả, chủ yếu là cam quýt, bưởi, xoài, nhãn, sản lượng đạt hơn 12.400 tấn. Huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu khảo sát, lựa chọn triển khai 3 mô hình điểm với diện tích hơn 12 hecta sản xuất hữu cơ cho năng suất chất lượng sản phẩm cao hơn. Sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm, huyện sẽ nhân rộng trên 300 hecta trồng Ken quả theo hướng hữu cơ tại các xã Mường Thải, Mường Cơi và Tân Lang, góp phần làm thay đổi tư duy sản xuất của người dân theo hướng an toàn hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm để tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm xuất khẩu của tỉnh. Xác định cây cà phê là cây trồng chủ lực gắn với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Những năm qua, huyện Mai Sơn đã tập trung xây dựng vùng nguyên liệu cà phê tập trung tại 11 xã là khu vực địa lý được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Toàn huyện Mai Sơn hiện có hơn 8.500 hecta cà phê, chiếm 14,2% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp của huyện. Huyện đã tích cực vận động nhân dân duy trì diện tích cà phê hiện có và đầu tư các biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm quả cà phê, đồng thời tập trung chú trọng chuỗi liên kết sản xuất cà phê để xây dựng vùng cà phê ứng dụng công nghệ cao, sản xuất cà phê hữu cơ. Hiện nay, huyện Mai Sơn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận hai vùng cà phê ứng dụng công nghệ cao tại các xã Trường Ban, Trường Trung và Trường Rong, diện tích trên 1.039 hecta, diện tích đạt tiêu chuẩn 4C UTZ RA là 3.800 hecta. Ba năm gần đây, năng suất trung bình đạt 15 tấn trên một hecta, trừ chi phí mỗi hecta cho thu hoạch khoảng 79 triệu đồng và là một trong 10 loại cây trồng có giá trị thu nhập cao trên địa bàn huyện. Thời gian tới, huyện Mai Sơn tập trung phát triển vùng nguyên liệu cà phê đạt các tiêu chuẩn bền vững, tuyên truyền hướng dẫn các nông hộ trồng, ghép tái canh và đốn cải tạo diện tích đã già cỗi nhằm nâng cao sản lượng chất lượng sản phẩm cung cấp cho công nghiệp chế biến nhằm tăng sức cạnh tranh sản phẩm cà phê Sơ La trên thị trường, thúc đẩy liên kết vùng nguyên liệu với các cơ sở nhà máy chế biến sau áp dụng tiến bộ công nghệ theo chuỗi giá trị. Qua triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Yên Châu đã tạo được những chuyển biến tích cực, có phần quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn miền núi, có phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Theo Bộ Tiêu chí xã Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, đến hết năm 2022, huyện Yên Châu đạt 8,93 tiêu chí trên xã. Huyện đang tích cực chỉ đạo ra soát các tiêu chí theo giai đoạn mới, đầu tư hỗ trợ. Dự kiến đến năm 2025 có 3 xã được công nhận Nông thôn mới, gồm xã Lóng Phiêng, Sạp Vạt và Yên Sơn. Năm 2022, tổng kế hoạch vốn giao triển khai các chương trình dự án xây dựng nông thôn mới trên 21,2 tỷ đồng. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tổng kế hoạch vốn giao năm 2022 trên 55,9 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tổng kế hoạch vốn giao trên 4,1 tỷ đồng. Các chương trình mục tiêu quốc gia đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Châu quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo bền vững. Qua các chương trình mục tiêu quốc gia đã giải quyết được việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo tạo sự chuyển biến tích cực về xây dựng môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa của các tầng lớp nhân dân, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa. Đến hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 toàn huyện Yên Châu còn 25,13%, giảm 3,3% so với năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2019, tỉnh Sơn La thành lập Quỹ học bổng tô hiệu Đến nay đã có hàng nghìn học sinh ở các cấp học trong toàn tỉnh được tặng học bổng, động viên cổ vũ phong trào học tập rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức trong học sinh, phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội. Và để hiểu hơn về nội dung này, mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Đào Phát thanh truyền hình Sơn La với ông Nguyễn Văn Bao, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Bao đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn. Thưa ông là quỹ, quỹ học tối hiệu đã thành lập được 4 năm. Vậy ông có thể chia sẻ những kết quả nổi bật của quỹ trong thời gian qua? Sau hơn 4 năm ấy, thì có tới hơn 2.000 suất học bổng lấy từ quỹ học bổng tối hiệu để trao cho các người học. À, và riêng năm 2022 thì chúng tôi đã trao hơn 1.000 suất với lại gần 500 triệu và tiền về từ quỹ học bổng Tô hiệu. Và tôi nghĩ rằng cái số chưa nhiều nhưng có thể là đã là một cái động viên kịp thời và tạo nên một cái tình cảm đối với cái việc cho người học để có những cái động lực phấn đấu để tiếp tục là trong cái công tác là học tập rồi nâng cao nhận thức về các đường lối chủ trương chính sách của đảng và tiếp tục học để nâng cao cái bản thân cái năng lực trong cái công tác là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để xây dựng cái quê hương sơn la của chúng ta. Vậy thì từ những kết quả nổi bật như ông vừa chia sẻ, ông có thể khẳng định là quỹ khuyến học Tô hiệu đã góp phần như thế nào vào thúc đẩy phong trào khuyến học khuyến tài trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua? Có thể nói rằng với số lượng người mà đã ủng hộ quỹ như vậy thì cũng coi như đây là những người đã nhận thức rất đúng đắn về ý nghĩa của quỹ học bổng Tô hiệu. Cái quỹ mà đem tặng cho các đối tượng, trong đó có những cái đối tượng là mồ côi, rồi là người khuyết tật, rồi là các em học giỏi, à, thi đạt những cái kết quả cao thì đã tạo ra một cái sự động viên to lớn tới tất cả các đối tượng là người học và vì vậy cho nên có thể nói là cái sức lan tỏa của cái quỹ học bổng tôn hiệu này nó đã rộng khắp và cho đến nay nó tạo nên một cái thế mạnh giúp cho những cái đường nối chủ trương của đảng rồi là chính sách của nhà nước về cái khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập ngày càng mạnh mẽ. Cho nên có thể nói là quỹ học bổng Tô Hiệu đã góp một phần to lớn trong cái công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Vậy thì để trong thời gian tới quỹ học bổng Tô Hiệu ngày càng được lan tỏa thì hội khuyến học tỉnh sẽ triển khai những cái nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như thế nào ạ? Với cái những cái thành quả đã đạt được và chúng tôi cũng thấy rằng cái quỹ học bổng Tô Hiệu này à, có thể nói là nó đóng góp rất lớn trong cái giúp cho cái công tác khuyến học khuyến tài cái xây dựng xã hội học tập của tỉnh ta à, phát triển cho nên chúng tôi cũng tiếp tục À, làm tốt cái kế hoạch để làm cái công tác tuyên truyền vận động một mặt là xây dựng quỹ thứ hai là tuyên truyền vận động để mọi người ngày càng hiểu thêm cái ý nghĩa của quỹ trong cái việc mà à, nhớ tới các bậc tiền bối trong cái việc hy sinh à, vì độc lập của dân tộc tự do của nhân dân từ đó nên à, xây nên cái tình cảm yêu quê hương yêu đất nước tạo nên cái động lực mạnh mẽ là tự học tự bồi dưỡng để trở thành những cái nguồn nhân lực chất lượng để góp phần xây dựng quê hương Sơn La cũng như là xây dựng đất nước của chúng ta ngày một giàu đẹp. Cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ xây dựng những cái kế hoạch và những cái à, uh, xét phân bổ rồi là trao tặng cái quỹ học bổng tô hiệu này ngày càng khoa học, ngày càng sát đối tượng và tạo lên một cái sự mà rộng khắp trong toàn tỉnh để có nói là không thể để người này ở lại phía sau trong cái việc mà à, giúp đỡ để tiếp tục cái học tập cũng như là tiếp tục xây dựng cái xã hội học tập ngày càng tốt đẹp. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Bao về những thông tin và chia sẻ vừa rồi ạ. Nằm trong kế hoạch tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho học sinh các cấp, ngày 6 tháng 3, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Mộc Châu đã phối hợp với trường trung học phổ thông Thảo Nguyên tổ chức tuyên truyền cho các em học sinh. Đây là hoạt động thường niên được đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện chủ trì tổ chức tại các trường học trên địa bàn. Tại khu vực cổng trường Trung học phổ thông Thảo Nguyên, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Mộc Châu đã tổ chức kiểm tra phương tiện của các em học sinh. Qua kiểm tra phát hiện một số lỗi phổ biến như đi xe gắn máy không có gương chiếu hậu, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện có phân khối lớn, mũ bảo hiểm không đạt chuẩn, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã kết hợp tuyên truyền hướng dẫn các em học sinh tham gia giao thông an toàn và đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông, trật tự công an huyện cũng đã thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông, hậu quả của tai nạn giao thông đối với người bị nạn, gia đình và xã hội một số hành vi vi phạm giao thông phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, đi hàng đôi, hàng ba, đánh võng, lạng lách, không chấp hành tín hiệu giao thông và hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Đồng thời giới thiệu các quy tắc khi tham gia giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn đúng pháp luật. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.